Nè anh ơi, ví tiền của anh rơi rồi nè. Anh gì ơi? Hả? Tại sao anh đi mà không chịu ngó đằng trước? Anh ơi, anh gì ơi? Ví của anh đây nè, nó bị rơi ở đằng kia. Hai anh đúng là những con người rất trung thực. Nói coi, hai anh muốn thưởng sao đây? Chúng tôi không cần thưởng gì đâu. Nhưng nếu có thể thì hãy cho chúng tôi một công việc. Vậy thì hai anh có thể tới công ty của tôi để làm việc dọn dẹp vệ sinh. Tôi rất muốn có những nhân viên trung thực giống như hai anh vậy đó. Cảm ơn anh. Sao một thời gian dài chúng ta mới có được một công việc tốt á? Vì vậy hai chúng ta phải làm việc thật chăm chỉ mới được đó nha. Tuân lệnh thưa sếp. Dạ chào ông chủ. Dạ chào ông chủ. Chào hai anh. Thần Linh ơi. Bồ Tu, Bát Lu, giúp tôi với. Dạ thưa ông chủ. Sao hai anh làm đổ xà bông khắp nơi vậy? Tôi nhất định sẽ... Bình tĩnh. Họ là những người rất chân thành và rất trung thực đó. Đây là hồ sơ rất quan trọng trong dự án lần này của công ty chúng ta. Các anh hãy giữ nó cho cẩn thận. Ôi thần Linh ơi, hai anh làm cái gì vậy? Hồ sơ dự án của tôi. Ôi, rốt cuộc hai anh bị sao vậy hả? Bù tung bách luôn. Xin lỗi ông chủ. Nhưng đáng lẽ ông chủ không nên để cửa sổ mở như vậy chứ. Hai anh đã làm sai, còn mạnh miệng đổ lỗi cho sếp của chúng tôi là sao? Mau biến đi. Bình tĩnh. Họ là những người rất trung thực. Ngày nay khó tìm được những người giống họ lắm. Bình tĩnh. Không sao đâu. Hai anh cứ tiếp tục làm việc kệ chúng tôi. Mà hãy nhớ là đóng cửa sổ lại giúp tôi nha. Dạ ông chủ. Bình tĩnh. Họ là những người rất trung thực. Phải bình tĩnh. Bách Lu, hay là chúng ta lau cái quạt đó đi Bách Lu. Nhìn nó dơ quá trời rồi kìa. Cũng được. Tại vì tôi cao cho nên tôi sẽ đi lau quạt. Còn anh thì đi lau cái ổ điện đó đi mô tô. Hình như đã cải thiện rồi đó. Phải lau kỹ mới được. Tắt giùm tôi đi. Tắt quạt giùm đi mà.
Anh nhìn coi. Thần linh ơi, sao anh làm công việc gì cũng toàn gây ra rắc rối hết vậy hả? Xin lỗi nha, tôi sẽ đi dọn dẹp hết đống lộn xộn này liền. Xin thứ lỗi. Mau lên, chúng ta hãy dọn dẹp văn phòng này thật là sạch sẽ để cho ông chủ cảm thấy hài lòng về hai chúng ta ha. Cứ để tôi làm cho, tôi đã gây ra lỗi này mà, tôi đã làm cho ông chủ phật ý còn gì. Thôi đi, anh cứ để đó cho tôi làm, vì anh là chuyên gia phá đám. Tôi nói tôi làm, anh cứ để tôi làm mà, cho. Anh đừng có làm gì hết, cứ để đó tôi làm cho nha. Tôi làm không được. Đưa cho tôi. Không được, anh để tôi làm cho. Đừng mà. Đưa đây cho tôi. Đưa tôi. Tôi làm cho. Anh không nghe tôi nói hả? Anh để tôi. Để tôi làm. Đưa tôi. Đưa lại đây. Tôi đã để tôi làm cho rồi mà. Không. Đưa cho tôi. Tôi làm cho. Anh không có làm được đâu. Đã nói tôi làm cho mà. Tôi làm cho biết chưa? Tôi đã nói là anh không làm được mà. Được sao không được? Không bao giờ tôi để cho anh làm đâu. Anh buông ra đi. Được mà. Tôi đã nói mà anh không chịu nghe vậy. Được cho tôi làm bảo đó. Thả ra. Đã nói là đưa cho tôi rồi mà, tôi làm được chứ ai nói không được đâu chứ. Không đâu, anh chỉ toàn phá hoại thôi, anh để tôi làm cho. Đưa nó cho tôi. Hả? Đưa tôi. Đưa cho tôi. Tôi làm được mà. Thôi nó để tôi làm. Đưa đây. Để cho tôi làm. Được. Được. Đưa cho tôi được nghe không? Được. Đưa đây. Không được, anh không làm được. Được. Thành đó giống như tiếng của ông chủ chúng ta. Chủ, ông ở đâu? Bách Lu. Ông chủ, ông ở đâu? Thần linh ơi. Tụi Bách Lu, hai anh đang làm cái gì vậy hả? Ôi thần linh ơi, có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy nè Bách Lu? Tụi Bách Lu, tôi thề sẽ không tha thứ cho hai anh đâu. Mô tù Bách Lu, Mô tù Bách Lu, lần này tôi sẽ phạt hai anh một cách thích đáng. Sếp, sếp, bình tĩnh. Họ là những người trung thực. Bình tĩnh đi sếp, biết tìm đâu ra hai người như họ. Tôi nói cho hai anh biết, tôi có thể mất tiền nhưng không thể mất mạng được. Hai anh không hiểu điều đó sao? Ngày hôm nay tôi nhất định phải trừng phạt hai tên phá hoại này. Họ sẽ biết tại tôi. Mô tù Bách Lu, đứng lại đó cho tôi.